Xin mến chào quý vị các bạn đã trở lại với LTK Bonsai. Hôm nay mình giới thiệu video này tại điểm bán cây kiểng của anh Năm Hiền ở quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Rồi có gì giới thiệu cho bà con anh Năm ơi? Chào anh Tấn ơi, hôm nay Năm Hiền cũng xin mà chào quý cô chú anh chị trên mọi miền đất nước kính mến. Năm nay Năm Hiền cũng lên clip để giao lưu cùng cô chú anh chị một số cây kiểng như bông trang, trang ăn đỏ, rồi bông trang Mỹ Hồng và mùa me với cần thăng nha, cũng nhiều loại. Mong cô chú anh chị trên mọi miền đất nước cũng ủng hộ dùm cho Năm Hiền nha. Địa chỉ mình luôn anh ơi. Dạ, địa chỉ của mình là ở khu vực Thế Hòa, phường Thế An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Đây là cây số 1 nha cô chú anh chị, cây là cây Mỹ Hồng nha. Nó đã thành phẩm. Cây này thì cây bứng mô nha. Nên người ta đã dâm là nó nằm khoảng 3 năm trên mô thành rồi. Thành phẩm gì có chỉnh sửa rồi hả? Dạ, chỉnh sửa rồi, cây đã thành phẩm. Đó, nó vậy đó, cắt cuôn nó lên thành phẩm cây rồi. Trang Mỹ Hồng nghe nha cô chú anh chị. Rồi chiều cao tổng thể nó khoảng nhiêu nè? Dạ rồi. Rồi chiều cao hết một cái thước dây này là mình tính nó khoảng 1m8 đi ha. Đây gì đây ha. Từ mặt bầu lên nha. 1m8 đi nha. Rồi tán ngang nó là tính 1m5 thôi ha. Rồi quay vòng coi dạ. Này cắt nhánh cắt nhánh ra cuôn là chỉnh sửa nó đã hoàn thiện cây rồi đó. Thành phẩm đó này chỉ đâm bông ra là mình chơi Tết luôn à. Cây Mỹ Hồng đây. Cây một cốt nha. Đấy. Rồi. Rồi để mình đo cái vòng thân em nó nha. Rồi vị trí này là nó thước rồi, 20. Nó 20 ha cô chú anh chị ha. 20. Con khúc à. Dạ, thoát thân lên là một tắc nha. Tới đây là một tắc đây. Tắc số 10 đây ha. Đây. Nó bề đây rất đẹp luôn. Rồi cái này em giao lưu với cô chú anh chị là giá 11 triệu nha, bao ship toàn quốc nha. Đó cho cây Mỹ Hồng này nha. Cây này là như là cây thần chậu luôn đó. Bởi vì nó nằm trên mô nó 3 năm rồi. Rồi ship sống sao này? Bao sống nha. Bao sống là 40 ngày cho cô chú anh chị ha. Chết là một đổi một phải không? Thì chết thì cô chú chị cứ điện cho Năm Hiền ha. 100% ha. Dạ. Tiếp tục là cây số 2 nha. Đây, cây số 2 là một cây trang đỏ lá nhựa hoặc giả là người ta kêu bằng đỏ lá bóng nha cô chú anh chị ha. Cái bụi này là bụi nhưng mà cây này là mình bứng nó thừng cây rồi. Cây rất đẹp luôn. Đây. Rồi chiều cao nó tính về vị trí này là 1m5 nha cô chú anh chị ha. 1m5. Rồi tán ngang của nó là 1m4 nha. 1m3 đi, tính 1m3 thôi. Đây. Nó cây là bụi nhưng mà có cốt nó rất là to nha cô chú anh chị ha. Nguyên một bệ đặc luôn. Người thì kêu đỏ lá nhựa, đỏ lá bóng là trang này đây. Đó. Nguyên một bệ như thế này đây. Rồi, để mình đo một cây để tham khảo thôi nha. Cái này nó bụi rồi. Rồi vậy cái này là nó 16 nha cô chú anh chị ha. 16 này nha. Thân nó luôn. Nguyên một bụi nó gì đi. Nguyên một bụi nó là 55 nha. Đây. Có hai cái mấy cái nhỏ luôn. Sen luôn nguyên bụi gì đi luôn. Tính 50 thôi. Ha. Quay đi. Đó, tính 50 thôi. Nó nguyên một bệ đế đặt luôn. Đặt sạch luôn đó chứ nó không có cái nào mà nó gời cái nào hết. Đó. Ở cái này mình giao lưu với cô chú anh chị là giá 2,5 triệu nha, bao ship toàn quốc nha, cho cây số 2 nha. Cái đắng phải không? Cái nào đâu? Đây, tiếp tục là một cây me to nha cô chú anh chị. Cái me thành phẩm, me Thái. Đây, rất nặng luôn, cây này cây nằm chậu nha cô chú anh chị, mình rút ra nha. Cây này nó có trái được một mùa rồi. Me gì? Me ngọt, me Thái ngọt. Đó, cây nguyên thủy nha. Không có ghép nha. Rồi. Thì đo chiều cao chiều ngang đi. Rồi cái chiều cao có gì đâu quay. Toàn rồi chiều cao là tính nó 2m đó cô chú anh chị. Quá chừng cao luôn rồi nha. Thước dây gì đây? Tới đây nè, 2m. Rồi tán ngang của nó là 1m8 nha. Thước dây của mình gì đây? Nó cốt cành quay nhạo hết. Nó nằm ở trên chậu. Rồi mình rút ra. Cây này là cây me ngọt nha cô chú anh chị. Đó, đây rất đẹp luôn. Đó. Để mình đo cái dọc thân của nó đi. Rồi, 29 nha cô chú anh chị, tính 28 đi ha.
dòng đế này bự lắm nè, cái bên đâu mặt bầu đây, cái bầu này lúc trước là rút ra là nằm chỗ 8. Cái này 60. À, cái bầu bầu 60 nha. Cốt cành quanh nhà quay đi, quay nè. Cây này thì qua tháng 2 bắt đầu nó mới chỗ bông cô chú anh chị có trái nha, cây me ngọt, me thái. Đó. Rồi báo giá. Rồi cái này mình giao lưu với cô chú anh chị là giá 7 triệu ngang bao ship toàn quốc nha. 7 triệu. Có thương lượng gì không? Dạ nếu mà mua một cặp thì mình có thể thương lượng. Nếu gần một thì cặp. mình được có 2 cây à. Đứng luôn hả Phương? Đây là cái số 4. Đây là cũng cây me thái cặp đó cô chú anh chị, cái này thì nó to hơn. Đó. Me này thì ông chủ nói là qua tháng 2 bắt đầu nó nở bông, ra bông có trái, me thái ngọt nha. Đó. Cây rất lớn nha cô chú anh chị. Cây xếp là cũng cực lắm đó. Rồi. Chiều cao này là từ 3 mét đi. Có 3 mét nè cô chú anh chị, thước dây mình đo gì nè là hết thước dây tới đây gì nè. 2 thước rưỡi, 2 thước 7 gì đó. Có 2 thước 8 vậy đi ha. 2 thước 8 đi. Rồi tán ngang gì là tính nó là 1 mét 7 đi ha. Đó. Cây rất là lực cô chú anh chị. Cốt cành qua nhạo hết. Rồi dán thế bông xa nha. Đế rất bự luôn. Đó, có cái ghế nó cong qua gì luôn nè. Đó. Cây này cây nằm chậu luôn, mình được cặp này. Me thái ngọt nha cô chú anh chị. Đó. Rồi đo dòng thân nó đi. Rồi dòng thân gì dưới này nó 38 nha. Đó. Bề đế đẹp luôn. Đó. Rồi cái này cũng đồng giá luôn, như cây hồi nãy. 7 triệu. Thôi đâu phải 7 triệu không? 7 triệu. À, 7 triệu. Đó. Nếu cô chú anh chị nào mà ở gần mà có mua ăn mà chốt thì mình thường mình thương lượng mình xếp bằng xe tải luôn nha. Rồi tiếp là cây số 5 là một cây. Cây này nếu mà ship đi Hà Nội là giá tiền khoảng nhiêu? Cái này nếu mà đi Hà Nội là nằm giá từ giá 1,5 triệu đó. Nếu vậy là đi lại tại nhà đây mua là giảm. Giảm lại. Nếu mà cô chú lại đây mua mà chở tại chỗ thì mình sẽ giảm phí ship lại. Rồi tiếp tục là cây số 5 nha. Cây bông trang đỏ lá nhỏ nha cô chú anh chị. À. Rồi. Rồi chiều cao của nó là 88. Rồi tán ngang của nó là 77 nha. Cái hai thân nha cô chú anh chị, bệ đặt bệ chính liền nha. Đây. Cái này là trang đúng mô nha, mình cũng bao sống bao xếp cho cô chú anh chị luôn. Trong 40 ngày nha. Đó. Đây, đo bột thân nó đi. Chén cái gầu thôi. Rồi 10. Đó. Rồi anh em giao lưu với cô chú anh chị là giá 1 triệu ngang bao xếp toàn quốc nha. 1 triệu thôi. Tiếp tục là cây số 6. Đó, cũng là cây trăng đỏ, bướm mô một cốt nha cô chú anh chị. À, tàn rất là đặc luôn, cái này mình cuốn sẵn rồi về vô chậu là Tết nó sẽ ra bông rất nhiều luôn. Rồi chiều cao của nó là 100. Rồi tán ngang của nó là 90. À, tàn rất đặc nha cô chú anh chị. Đó, cây một cốt. Đây. Em đo dòng thân nó đi. Đo gì dưới trên cái mắt này nha cô chú anh chị. Rồi vậy dưới này là nó 15 nha. Những đo cũ này thì nó bự lắm, tới đây là nó tới 19 lận. Rồi cái này mình giao lưu với cô chú anh chị là giá 1 triệu mốt nha, bao ship toàn quốc nha, cho cây số 6 nha, 1 triệu mốt thôi. Tiếp tục là một cây trang đỏ luôn, cây cũng một cốt luôn mà nó lên 3 thân, có thân hơi ngắn. Đây cây số 7. Đó. Rồi chiều cao nó là 100. Rồi tán ngang của nó cũng 100 luôn nha. Chăm không được, không chăm. Rồi đây cây bứng mô cô chú anh chị, nhưng mà ta trồng mô bứng cây rất là khỏe luôn. Đó. Để mình đo cái dòng bệ nó gì đi. Rồi là 16 ha. Rồi cái này mình giao lưu với cô chú anh chị là giá cũng 1 triệu luôn nha, bao ship toàn quốc nha. Số điện thoại lên đây. Số điện thoại của mình là 0778205252 nha. À, đó là cũng là số Zalo của Nam Hiền luôn. Tiếp tục là cây số 8 nha. Cái này đẹp mấy cô chú anh chị. Đây là một cây số 8. Nguyên một bệ đặt luôn. Trang đỏ là lá nhỏ nha cô chú anh chị.
Rồi chiều cao của nó là 1m3 nha. Rồi tán ngang của nó là 95. Đó. Đây. Cây số 8, một bề đặt dài luôn, gì đây. Mấy cái này làm bị có nhánh nhỏ nó bị lỗi mình mới cắt ra gì nghe cô chú anh chị. Chứ không có gì hết. Đây. Đôi dòng thân này đi. Rồi 14 nha cô chú anh chị ha, 14. Cái này mình giao lưu với cô chú anh chị là giá 1,1 triệu nha, bao ship toàn quốc nha. Đó. Tiếp tục là một cây trăng đỏ là nữa nha cô chú anh chị. Cây số 9 nha. Đây. Cái này là một bụi mà nó ba thân ngang ôm với nhau ăn liền luôn. Đây, đây là cây số 9. Chiều cao nó 1m2. Rồi tán ngang của nó là 90. Đó. Đây. Cốt nó gì đây? Rồi thì dòng tổng nó cái đi. Tổng của nó là giờ tổng của nó hết là 22 cô chú anh chị. Đây này gì thì tổng gì nha. Quần này chắc cỡ từ giá 12 ăn lên không đó. Ba cây này là. Rồi cái này có giá là 1,1 triệu luôn nha, mình bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Số điện thoại mình là 0778205252 nha. Đây tiếp tục là cũng một bụi trăng đỏ lá nhỏ luôn nha. Đây. Cây số 10 nha. Đó. Cái này phong nó rất là cao. Cây số 10. Rồi vị trí này là tính 1,5 mét nha. Đây hết thước dây. Rồi tán ngang của nó là 115. Đó, một bụi năm thân nha cô chú anh chị. Đó. Đây một bụi năm thân như gì đây. Đó, đó một thân chín bự này có nhiều. Rồi 11 nha. Còn cái này chắc 10 9 nhỏ này nhỏ một tay cái mình thôi. Cái này mình giao lưu cũng giá 1,1 triệu luôn nha. Bắt ship toàn quốc. Khiên cũng quay xích vô trong đi. Dòng chút nó nắng nó chá. Rồi tiếp tục là cái số 11. Cũng bụi trăng đỏ luôn nha, một bụi ba thân, phong nó rất là cao. Cái này cô chú anh chị về vô dây là đẹp đó. Đây, cái số 11. Rồi, chiều cao là 1,5 mét. Rồi, tán ngang của nó là 80. Đó. Một bụi ba thân về đây. Nó liền luôn, chân này nó không có rời. To một thân này thôi. Rồi 11 ha. 11. Cái này giao lưu với cô chú anh chị là giá 1,000,000 nha, bao ship toàn quốc nha, cho cái số 11. À 1,000,000. Tiếp tục là một cây trang đỏ số 12 thành phẩm với cô chú anh chị đã vô dây thuần rồi nha. Đây về cái này chơi gì tới Tết luôn, nó đang lên nụ rất là nhiều luôn. Trang đỏ. Lá nhỏ nha, cái thành phẩm với cô chú anh chị. Đó, về mình tháo dây ra là được luôn rồi đó. Rồi chiều cao của nó là 77. Rồi tán ngang của nó là 73 nha. Cây một cốt lắc lượng nha cô chú anh chị. Đó. Bung lên nụ rất là nhiều luôn. Đây. Hoành của nó là 10. Ha, à, 10 đây nha. Đây nè, 10. Đó, 10. Cái thần chậu bề đế đẹp luôn. Cái này mình giao lưu với cô chú anh chị là giá 900k ngang bao ship toàn quốc nha. À, 900k ngang cây số 12 nha cô chú anh chị. À, tiếp tục là một cây lộc vừng nha. Cây lộc vừng này cũng thành phẩm vô một nước dây rồi nha. Cây hình gián thú. À, cây số 13. Thần chậu luôn. Cây lộc vừng. Rồi chiều cao của nó là 100. Tán ngang của nó là 85 nha cô chú anh chị. Đó. Cây lộc vừng. Đây. Hình thú cây số 13. Dáng thì lắc lượng. Đấy. Rồi mình đo dòng thân nó coi. Rồi quanh thân vị trí này là nó 20 nha cô chú anh chị. Đây 20 nha. À, hình thú. Cái này mình giao lưu với cô chú anh chị là giá là 1,2 triệu nha, bao ship toàn quốc nha. Cho cây lục rừng thành phẩm nha. À, dáng hình lắc lượng luôn. 1,2 triệu. À, mình lúc cô chú anh chị xếp mà chốt thì mình không có xếp chậu đâu, mi chậu nó chậu xi măng. Tiếp tục là một cây me thành phẩm số 14.
cây me Thái nha cô chú anh chị. Nó đang vô dây, nó cũng thừng dây rồi. Đây. Rồi, chiều cao của nó là 79. Tán ngang của nó là 70. Đó, sữa cốt cành rất đẹp luôn. Đây. Dòng thân của nó là 18. Đây 18 nha. Cái này mình giao lưu với cô chú anh chị là giá 1,2 triệu ngang bao ship toàn quốc, cái số 14 nha, cây me Thái nha. Cái này rất là đẹp luôn. Cái này mình sẽ cho mẫu mình ship được. Tiếp tục là một cây tùng nha, dạng niên tùng. À, mình chỉ có bộ clip này mình chỉ có một cây dạng niên tùng này mà thôi. À, cốt cành thì nó đều hết rồi, bẻ nó to hết rồi. À, dạng niên tùng. Rồi chiều cao nó 114. Tán ngang nó là 82. Nó miếng này gì thôi. Đấy. Cái thân chậu luôn. À, nó vô dây thừng luôn rồi. À, đó. Dòng thân nó rồi. Rồi 17. Cái này có một cái vết lũa đây nha cô chú anh chị ha. Lũa là nhưng mà nó sành rồi nha. Cũng không có gì. Đó. Mình nói chỉ rõ rõ ràng. Và cái này giao lưu với cô chú anh chị là giá 1,9 triệu nha, bao ship toàn quốc nha. Cái dạng niên tùng. Tiếp tục là một cây cây chắc nha. Đây, chắc cái bệ đế rất là đẹp luôn, cây số 16, cây thành phẩm nha. Đó. Cái này mình xếp gọn, mình xếp chậu này luôn cho cô chú anh chị luôn. Đó. Rồi chiều cao của nó là 33. Rồi tán ngang nó là 44. Đây nguyên bệ đặt gì đây. Nó có lũa nha cô chú anh chị. Đây cái vết lũa đó đây, chắc lũa rất là đẹp. Rồi. Đó. Quanh này mình bóp tay gì đi. Chỗ này đi. 18 thôi ha. Bị bệ này mình biết đo làm sao giờ. Nó liền khoanh nè. Đó. Cái này mình giao lưu với cô chú anh chị là giá 1,1 triệu nha, bao ship toàn quốc nha, ship luôn cái chậu này luôn. Chậu này chậu bằng đất nung nha. Số 16. Cái chắc nghệ cô chú anh chị, tiếp tục là cũng một cái chắc nghệ đó nha. Đây là cây này, cây dán trực nha. Đó. Cái này rất to luôn, cây số 17 nha. Đó. Rồi chiều cao của nó là 55. Tán ngang 54 nha. Đó, cây dán trực nha. Để mình đo một cốt cho cô chú anh chị tham khảo ra cây thôi. Cây bự này đi. Rồi. Bữa này nó 20 nha. Đó. Quạch nguyên cái quạch cũ bự gì này có được nhiêu? 35 ha. Rồi cái này mình cũng giao lưu với cô chú anh chị là giá cũng 1,1 triệu luôn nha, bao ship toàn quốc nha, cái số 17. Tiếp tục là một cây cốc nha. Cây cốc một cây cốc nha. Cốc này thần chậu có đang ra bông nha, bông này có trái tới tết luôn, cái số 18. Rồi chiều cao nó là 120. Tán ngang của nó là 40. À, cốc này nó đang ra qua rất nhiều luôn. Cốc này là cốc Thái nha cô chú anh chị. À, dòng thân của nó là 16 nha. Đây 16, cái số 18. Rất nhiều luôn. 400. Cái giá này, cái này là 400 nha, bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. À, tiếp tục là rồi cái số 19 cũng là một cây cốc Thái luôn nha, nó này đang có trái. Đó. Cái này nó đang có trái non. Rồi, chiều cao nó là 100. Tán ngang của nó là 40. Này, trái rất nhiều luôn nha cô chú anh chị, nụ nè nha, trái không đó. Đây nè. Đó. Bên này nữa nè. Quỳnh thân của nó là 22. Ở cái này cũng có giá là 400. À, bao ship toàn quốc anh cô chú anh chị. Tiếp tục là một cây ổi nha. Cây số 20. Ổi gì không? À, cái ổi một cốt đang mang trái non rất là nhiều luôn. Rồi chiều cao nó là hết một thước dây gì lẫn cô chú anh chị. Rồi tán ngang của nó là 45. À, ổi Đà Loan nha. Trái đây. Mang trái rất là nhiều, cây một cốt. À, cái này bằng ngón tay cái năm huyền thôi. Đây nhìn nè. Đấy, hai cái thừng chậu luôn. Cái này có giá là 500k ngang bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị.
Tiếp tục là một cây ổi số 21, cũng là cây ổi Đài Loan, trái rất là nhiều luôn. Đang mang trái non rất là nhiều. Rồi chiều cao nó là 1.3. Rồi tán ngang của nó 57, trái rất là nhiều luôn. Cây thừng chậu hết. Ổi Đài Loan nha cô chú anh chị, cây này trái quá nhiều luôn rồi. Cái này cây một cốt cũng bự bự hơn ngón tay cái mình chút nha. Cũng đồng giá là 500k luôn. Bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn nha. Số điện thoại của Nam Hiền là 0778205252 nha. Tiếp tục là cái số 22 là một cây phù dung nha, đang nở hoa. Đây, cây này thì nở qua tới Tết luôn. Đó, cây phù dung. Cây một cốt. Rồi chiều cao của nó là 86. Tán ngang của nó là 56. Cây số 22 của chú anh chị thần chậu nha. Bông nó ở đây, cái phù dung đây, bông đây. Đó, nở gì đó. Cái này hoành. Đó chân này đi. Gọi gọi lại. Bảo đại đi, cái này đo trước. Rồi cái này hoành của nó là 12 đi ha. 12. Số 22 này có giá là 350k bao ship toàn quốc nha. 350.000 thôi. Cái số 22. Tiếp tục là cái số 23. Cũng là cây phù dung nha. Cây phù dung thì nó nở qua giấc sáng thì nó màu trắng nha, tới trưa chiều thì nó lên cái màu này đây. Cây bồ cốt cái này cũng hoành nó 12 luôn đi. Mình bán cây cho cô chú anh chị luôn, có mấy cây à. Rồi chiều cao của nó là 96. Tán ngang nó 73. Cái này mình cũng có giá là 350k luôn, bao ship toàn quốc nha. Đây cái bông của nó là lúc nó héo là nó lên màu này cô chú anh chị. Đây, nó lên cái màu hường hồng hường rất là đẹp luôn. Rồi tiếp tục là một cặp ra lại cái 24-25 nha. Đó, cái này lại rẻ quả. Rồi chiều cao của nó là 25. Tán ngang nó là 44. Cặp này mình giao lưu với cô chú anh chị là giá 400k ngang bao ship toàn quốc nha. Cặp này này nè, 400 thôi, cây 200.000, nếu mua một cây mình cũng vẫn bán. 200.000 cây thôi. Rồi tiếp tục là một cây cần thăng thành phẩm nha. Cây số 26. Thần chậu luôn nha cô chú anh chị. Cốt cành thì qua nhạo nha. Cần thăng cây số 26. Đang chỉnh sửa qua nhiều nước dây rồi. Rồi chiều cao nó 1,5 m. Rồi tán ngang nó là 68. Bề đế nó gì đây? Đó. Nó chỉnh sửa nhiều lần lắm rồi, cái này nó mới được gì. Rồi vị trí này là nó 18 nha cô chú anh chị. 18. Cái này mình giao lưu với cô chú anh chị là giá 1.800.000 bao ship toàn quốc luôn nha. Cái thân rất là đẹp luôn, mình được 2 cây, 1.800.000 mà thôi. Tiếp tục là một cây cần thăng nữa là số 27, cặp của nó đó. Đây. Rồi chiều cao của nó là một hết thước dây là mình tính là 1,4 m thôi nha. Chiều cao 1,4 m. Tán ngang cây này là nó 86. Cốt cành nó rất là đều luôn nha cô chú anh chị. Đây, nó cốt cành nó qua nhạo gì đó. Thân này lắc lượng. Rất đẹp. Đo cái dòng thân nó đi. 17 ha, 17 nha. Đây 17 này nè nha. Bề đế gì này thân tay của Nam Hiền. Rất đẹp luôn, tròn do luôn. Rồi này mình cũng vô lưu với cô chú anh chị là cũng giá 1.800.000 luôn nha, bao ship toàn quốc. Cuối clip là một cây tùng Nhật số 28 nha cô chú anh chị. Cây này là mình bứng là mình đã nuôi rất là lâu rồi, nó thuần cây rồi nha. Cây số 28, cây tùng Nhật nha. Nó có cái cục này quá bự rồi. Rồi chiều cao của nó là 1,3 m. Rồi tán ngang của nó là 90. Đây là cây tùng Nhật nha cô chú anh chị. Nó có cái cục này quá bự. Sần cái chân luôn. Nó chứ không có mục ngọt gì hết nha. Rồi. Rồi vị trí này là nó 33 nha. Thân nó 33. Cái này mình giao lưu với cô chú anh chị là giá 1.300.000 ngang bao ship toàn quốc nha. 1.300.000 thôi. Cho một cây tùng Nhật ha. Cái này rất nặng nha cô chú anh chị. Thì cái này cũng là cây cuối clip.
Thì Nam Hiền cũng xin cảm ơn cô chú anh chị trên mọi miền đất nước thời gian qua đã ủng hộ cho clip của Nam Hiền và ủng hộ trên kênh của em là TK Bonsai Cần Thơ. Thì Nam Hiền xin kính chào cô chú anh chị, hẹn lại những clip sau.